Tư ơi Tư, để ra quên cà tương chơi Tư ơi. Tư à Tư, Tư ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi trời. Tình ơi à, buồn lắm. Tôi có đứa con. Rồi cái nó nói tôi sao mà ở cu kia mình buồn quá, cái nó bảo lãnh tôi qua đây. Nó nói hưởng phước. Mà phước đâu cũng thấy. Thấy nhỏ cứ đi làm tối ngày bỏ tôi nhà mình hoài. Khổ vậy đó. Tôi nói trời ơi mà phải chi nó không lo cho tôi sao. Nó lo cho tôi đầy đủ lắm. Tôi lúc nào có tiền hết trơn á. Lúc buồn ấy tôi đi ra cửa sổ tôi đứng hoài chờ có gánh hàng rong nào đi ngang mình kêu vô ăn đỡ buồn. Mà chờ hoài không thấy. Thấy Mỹ đi tập thể dục không? Mà nó gặp mình nó còn kêu nữa chứ, nó la ý money 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 money. Trời mình tưởng nó tưởng mình có tiền, nó tính nhào vô cướp sợ quá ông nội ơi. Ai về đâu nghe kỹ lại nó nói manh khỉ. Manh khỉ là khỉ già. Nó đi ngang nó dòm tôi, nó ở nhà nó khỉ già ông nội ơi. Mà người già ở xứ này thiệt cũng giống khỉ già thiệt. Cứ trong nhà đi tới đi lui hoài, không biết làm gì. Qua nhà bạn chơi nhà không chống chân chống chất. Không biết làm sao. Ai giống giọng Mr. Six quá hả? Mr. Six. Ai là? Mr. Six. Ai? Mr. Six. Mr. Six. Mr. Six. Mr. Six. Mr. Six. Ủa không thấy tôi trời. Where are you? Mr. Six. Giống như tôi bị tàn hình vậy. Ủa nãy giờ đứng đây hả? Ông nội ơi, chịu không nổi luôn à. Tự nhiên nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ sàn qua tiếng Việt kìa. Ê bộ chữ chữ ở đây không nhớ nói tiếng Mỹ làm sao hả? Em sorry. Hả? He. He là lông bà ngoại ơi. Là lông là tóc. Còn ở đây người ta kêu bằng here. I'm sorry. Here sir, here sir, here sir. Không phải, no. Here thôi. Chừng nào á mà tôi sờ bạn gì nè, đó là here sờ, đúng không? Gì là here sờ, còn gì không là here thôi. Hiểu không? I'm sorry. Here. Where? Đâu có chân cẳng đàng hoàng gì where vậy bà nói. Tell me where will you be mine? Mr. Six, Mr. Six, Mr. No, sorry, Mr. Four. Nói tiếng Việt đi. Mikau, sao nãy giờ không nói? Làm tôi nói tôi mệt muốn chết luôn à. Tôi nói cho người ta rõ, ta hiểu chứ. Nói tiếng Việt rồi, nói tiếng Mỹ kiểu này, Mỹ hiểu được cái chết liền á. Dạo này ha, mặc đồ đẹp ha, cao ráo đưa chân dài đó ha, mặc quần bông áo xanh ha. Vậy thôi. Khỏe mạnh ha. Tập thể dục. Qua nhà tôi ngang nhiên mà không thèm nhấn chuông ha. Hàng xóm mà. Bây giờ tôi mới hiểu. Sao? Con Julie nhà tôi có bầu là do ông. Ấy. Nói nghe năng đàng hoàng nha bà. Ê bà đừng có tấn công tôi kiểu này, tôi ghê ghê hơi tôi té tôi chết à. Tôi già cả lớn tuổi rồi, tự nhiên rồi sức đâu làm chuyện đó. Không có đâu, đừng có nói vậy tôi bậy tôi bạ không có được. Nói gì mang tiếng tôi chết à, không có. Vậy thì do ai? Do ai? You, chẳng không, lẽ... Không phải tôi. Tôi. Không phải tôi. Tôi. Ủa? Ủa? Honey làm cho Julie có bầu. No, oh my God. Móc cái họng bà chứ ra. Đúng rồi. Để tôi ra giải thích cho anh Sáu anh hiểu. Tức quá, Tư ơi. Anh ơi, con vợ tôi nó dớn dác lắm. Rồi sao? Thôi để tôi nói chuyện với nó. Bà sao bà tắt cười vậy? Sao tự nhiên con Julie bà chửi ổng? Ừ. Con Julie nhà bà nó cũng đâu có đàng hoàng. Phải không? Bà đi làm xong nó chạy cả ngày ngoài đường. Cả khuya nó còn chưa về. Ồ, nhưng mà you, me... Dù nói tiếng Việt. Thấy ông này nè, ông hay qua nhà. Thì nghĩ là ông hốt hàng con Julie. Ừ. Nhưng mà bây giờ nè, tôi nói cho bà nghe. Bây giờ nó lỡ nó có chữa rồi thì cứ để cho nó đẻ. Nó đẻ mình nuôi.
No, yes. Thì tôi có chữa thì ok, tôi chấp nhận. Nhưng mà có chữa với cái giống này tôi không chịu. Tại cái giống này là cái giống nhiều lông. Mà mẹ. Mà mẹ. Tư à, giải dở đàng hoàng á Tư. Tao lông dài lông ngắn thì thích kệ cha tao cái mắc mớ gì nói tao hả? Hả Tư? Tôi xin lỗi chú. Bây giờ nói nghe nè, sao sao? Bà nói ông nhiều lông chứ tôi thấy bà lông nhiều hơn ông. Hả? Lông từ đầu đến chân luôn. Ủa? Cái bà vô duyên vậy? Người ta lông nhiều lông ít kệ người ta. Mà anh Vũ nói tự nhiên nói tôi cảm. Tại vì bà không thích con chó lông xù nhà chú. Không thích con Tommy lông xù nhà chú. Bà thích chó lông xác thôi. Không có thích chó lông xù. Ủa nãy giờ nói con chó tôi làm chó bà có bầu hả? Tưởng ai? Bà mẹ nãy giờ tôi tưởng nói tôi làm chó bà có bầu không ông nội? Đó thấy không? Nói năng gì chó đó không á. Mà bà nói không rõ ràng. Để cho chú Sáu ông hiểu lầm rồi thấy không? Ở đây có mấy người Việt Nam à. Có chó có mèo không lôi ra đây chửi. Em sorry. Sorry nữa hả? Đập bà cho bà sorry hoài. À, thì nói chung là tôi không có thích cái giống lông xù nhà đó. Trời ơi cái thứ gì đâu mà lông quá trời lông luôn à. Tôi hỏi ông chứ đâu mà sáng sớm mà thấy nữa. Lông che mắt, che mũi, che miệng, che hết toàn thân không thấy gì. Bữa hôm mà tôi đi ra sau giường, cái tôi đang đi vậy đó, tôi dấp té cái bạc vậy đó. Rồi cái tôi thấy trời ơi sao chân tôi chảy máu nhiều quá. Cái tôi lấy cục bông gòn, tôi dính vô, tôi lao chân tôi. Trời ơi, nguyên con chó nó cắn tôi. Trời ơi nó giống cục bông gòn cái gom luôn á. Con chó gì ghê quá. Nó đừng nói vậy tôi mang tiếng đi. Chó tôi là có đi học đàng hoàng đó nha. Không bao giờ nó cắn người hết trơn á. Chắc tại bữa đó bà rờ nó, bà lông nhiều quá nó tưởng giống nó mới cắn chứ. Đó, cái tưởng cùng vòng loại cho nó mới cắn bà. Thôi, bây giờ tôi nói chuyện lại không lại với mấy người đâu. Bây giờ ông ở nhà, ông làm ơn trông Julie giùm tôi. Tại Julie nó sắp có chữa, là nó sắp đẻ rồi. Bây giờ ông phải trông coi cho nó cho tôi. Tôi cấm tuyệt đối ông không được qua chơi với cái gia đình này nghe chưa. Cái gia đình này là too much hair, là thứ nhiều lông. Vậy là không chơi cờ tướng nữa. Ok, bây giờ you đi về, còn ông đi vô, còn tôi đi ra. Nói xiên nói sợ kiểu này ông nội tôi không ở lại. Tôi cũng chúc cho con chó của nhà bà ấy nha. Nó đẻ ra mấy con chó câm ấy. Mình bà nói không là nghe hết hồn rồi. Thêm mấy con chó sủa nó ai sủa nổi. Anh ơi lên chơi với mình đi. Chú sao? Thôi, không có chơi gì hết trơn. Thiệt có con vợ cũng mệt mỏi. Bây giờ bắt đầu tới coi dao coi chó nữa mới gom cho Julie. Mới đây bà đi đâu nữa rồi đó. Julie. Biết rồi. Thôi. Đi đâu vậy? Đi đâu nãy giờ? Ngồi đó đi, tao lấy cơm cho ăn. Mày hổn quá, mày tao giả trong mặt mày chứ mày hổn rồi. Bà thương mày chứ tao không có thương mày đâu. Chó mày cũng hổn. Trời đất ơi. Mày trả treo hả mày? Ngồi đây, tôi cho ăn, ở đây. Tới đây. Đồ ăn của mày còn ngon hơn đồ ăn tao á. Bào ngư di cá, mày đặt có chữa anh chị rồi cho ăn sang dữ à. Tao hổm nay ăn vịt luộc không á. Nè. Ăn đi. Cái gì vậy? Cái gì? Bà dướng hai cái lỗ tai. Bà ăn không được. Nè ăn đi. Cái gì vậy? Xin lỗi mày. Tao quên, tao mới hâm xong tao quên mà. Nè ngủ rồi nè ăn đi. Ăn đi cái gì ngủ rồi. Cái gì vậy? Giờ thuộc kệ ông nội mày, mày có ăn mày ăn, mày không ăn thì thôi mày. Mày có ăn không? Mày không ăn thì thôi. Chó mà cũng chảnh đây đây, đúng là chảnh chó nè. À. Hết gây tao bả, tao gây tao mày. Chủ sao tới y vậy? Chó mà cũng cơm bưng nước rót ra đây chứ. Ở Việt Nam tao để trong cái ảng á, muốn uống uống rồi mày nè, uống không?
cái gì? Chữa. Ai không biết bà có chữa? Cái gì? Nước. Biết rồi, nhớ rồi bà, thuốc dưỡng thai của bà nữa chứ. Đây, tôi chuẩn bị hết rồi, đây. Ủa, hai bịch thuốc cảm của mình, bịch thuốc chữa của bà, thuốc nào đây trời? Thuốc nào của... Tao không biết thuốc nào của mày. Tao lộn rồi. Hồi sáng tao... Cái này hả? Chắc ăn không? Vậy được, chứ tao không hiểu, tao uống thuốc ngừa thai vô tao ngừa cái gì nè. Thuốc dưỡng thai. Rồi, vậy xong rồi đó. Rồi, đi chơi đi. Để tao lo, tao dọn dẹp nhà cửa nữa. Cái gì? Nhạc. Bà ngủ, bà cũng nghe nhạc, bà mới ngủ được. Chờ chút. Mày nghe sẵn tao nghe luôn. Chứ tao nghe vợ tao chửi hoài tao mệt quá. Thôi nằm đó đi. Tao với mày cùng nghe nhạc. Đĩa số 1. Nín để nghe nhạc đang hay. Cái gì vậy? Nhạc sóc hả? Mẹ, nhạc sóc là đĩa nào? Bấm đại đĩa số 5 đi. Cho bà uống thuốc ngừa thai hay là cho bà uống thuốc lắc vậy trời? Cái gì? Leo xuống. Mày nằm mày dính lông tùm lum à. Leo xuống. Má mày về. Chứ mẹ, hai con là con nào là con chó, con nào là con vợ trời. Mấy chục năm nay bà lấy tôi về, xong rồi bà đi làm về không bao giờ bà mừng như mừng con chó rồi trời. Ôi, dễ thương quá à, chú Lê, con mẹ dễ thương quá à. Ôi, con ơi, ở nhà con ăn cái gì chưa? Ông sao ông cho nó ăn gì không? Cho chứ mày. Ôi, chú Lê của mẹ, con dễ thương quá à. Mẹ huấn luyện con thành con chó hai mặt khét à. Ôi, chú Lê, ông làm ơn vô pha sữa cho nó uống giùm tôi chứ không? Không mệt lắm, hồi sáng giờ tôi mệt dữ lắm rồi. Giờ bà về bà lo cho con bà đi. Thiệt á, tôi khổ ghê á. Ông á, người không nạnh. Đi nạnh chi với mấy con chó hay chi vậy trời. Vô làm hơn pha sữa nó có chữa nè. Nó có chữa cho bộ bà có chữa ha. Trời ơi. Chừng nào bà có chữa tôi lo cho. Phải lo cho nó chứ. Mệt ông quá, ông làm ơn vô giùm tôi chứ đi ông. Nó đói nè, nó gần xỉu tới nơi nè. Chú Ly. Hành tôi biết à. Chú Ly ơi. Đây, mẹ có mua quà cho con nè. Mẹ đi shopping mẹ mua cho con một cái khăn nè. Mẹ mua cho mẹ một cái khăn nè. Đây, mẹ mua cho con một cái nón nè. Mua cho mẹ một cái nón nè. Ôi, dễ thương không? Hai mẹ con mình giống như hai mẹ con sinh đôi. Nè, uống sữa đi chú Lì. Ủa, ông? Bà hả? Tôi là ông ơi, tôi sao, sao bữa nay hai con giống nhau vậy? Bất ghê vậy. Bà làm riết hồi tôi không biết bà con người luôn nha. Con này là chú Tư. Còn cái này là chú Ly. Còn ông là chú chồng. Khổ nè ghê á. Cho nó uống đi. Đó hay không? Nè nó về thấy tôi nó mừng quá trời. Tôi mặc đồ giống như con báo vậy đó. Đây con ơi, vô đây con. Con vô đây. Con vô đây con. Đó, con vô
không được. Bà đưa nó tới ổ nó nằm đi. Bà đưa nó ổ nó nằm. Chỗ này tối tôi nằm tôi ngủ mà. Thì có sao ông cứ hay nạnh với nó hoài à. Nó có chữa, nó nằm đất đâu có được đâu. Nằm đất hơi rồi nó bệnh làm sao. Trời ơi bà ơi, ở Việt Nam người ta nuôi chó người ta muốn ở nằm đâu nó nằm mà. Sao đâu có ai cho lên giường nằm như chó bà. Khổ ghê vậy, nhưng mà nó là chó bên Mỹ, ông hiểu không? Ông phải cho nó nằm ở đây cho tôi đây. Ê, chó Mỹ nó cũng là con chó mà. Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ biết là bên này phải cưng chó, ông hiểu không? Vậy nó nằm đây rồi tôi nằm đâu? Thì ông ra ổ nó ông nằm. Ê. Em sorry. Bà vừa phải thôi nghe bà. Ông ra cái giường kia kìa, ngay cái sofa kia ông nằm hộ tôi ok. Ông ra kia ông nằm giùm tôi cái đi. Tôi sẵn ông ra ông lấy cục bông gòn cho bịt lỗ tai con chó nó ngủ với ông. Tội nghiệp nó ngủ không được. Ồ, nuôi chó để giữ nhà. Bà bịt hai cái lỗ tai nó lại rồi sao nó nghe nó coi nhà được. Khổ ghê, sẵn nằm nó rồi canh nhà cho nó luôn đi. Ông đừng có nặng chó nữa, tôi khổ quá. Ông ra ngoài đi, nhìn tôi cái đi. Con uống sữa mẹ ru con ngủ nha. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào không cho ai ngủ vậy? Ủa ông, ủa gì là sao ông? Vậy là sao? Là sao không hiểu? Ủa là ê, sao? Ê, chắc nó sắp đẻ rồi. Ủa sao xanh hả? Cho nó vô ổ đi, cho nó vô ổ cho nó đẻ đi. Con ơi, thôi mình đi xanh con. Thôi đi con. Đi đâu? Cho nó vô ổ đẻ. Không, phải đưa vô bệnh viện, mình đẻ thường cho nó ông ơi. Đưa vô bác sĩ hả? Sao con? Bà muốn đẻ mổ. Cái gì mà bên đây chó sủa tiếng người, người la tiếng chó tùm lum tà la vậy? Hả? Con hồi nãy giờ con mệt quá. Cái gì? Con chó. Sao? Con chó nó đi chết. Không phải, nó đi cái gì mà giống người ta chửi đó. Cái gì? À, chó đẻ. Chó đẻ. Con chó nó đi đẻ. Con chó đẻ hả? Nó đi bệnh viện đẻ rồi, vợ con nó đưa đi rồi. Vậy thì vợ chắc mừng lắm ha. Có làm đầy tháng không? Dạ chắc cũng có đó, nó đòi in thiệp rồi nó có gửi cho chú. Nó nói dù gì nữa chú cũng ông nội của sắp nhỏ. Làm ăn tiếng nguyên. Ai biết đâu. Tôi lo quá Tư ơi, tôi nói thiệt á. Con chó đi đẻ là tôi cái bụng tôi nó lo, không có yên. Không biết đẻ ra giống tôi không? Ý tôi giống con tôm mì nhà tôi không? Mình nói Honey. Vụ gì? Honey ơi. Cái gì vậy? Sao không đưa nó đi đi? Trời ơi, Honey ra xe. Honey hốt hàng nó vô hùm tôi, nó xanh luôn tại xe rồi. Ôi trời ơi, đẻ rồi hả? Nó đẻ ngoài đó luôn hả? Nó đẻ ngoài đó luôn rồi. Mấy con? Nó đẻ một lúc ba con. Trời ơi, ba con hả? Nó màu gì? Chó đẹp mà không? Đẻ nó đẻ con bẹt rê, con chó phóc, con mặt sệ. Kỳ vậy ta? Julie tôi sao dễ sợ vậy? Tôi hết hồn luôn à. Trời ơi, ba con ba thứ hả? Cha ba con hết hồn hết vía vậy. Mà sao nó đi với Tommy á? Mà sao nó không có sinh ra ông? Ông quay lộn. Con nó sinh ra cái con giống Tommy. Có mà... con nào lông xù không? Không. No. No lông xù. Không có lông xù hả? Yeah. Không có lông xù rồi tôi với chú Sáu rồi đánh cờ tướng với nhau được rồi. À, mà sao kỳ vậy ông? Con chó nhà mình nó ngoan hiền lắm bà. Bà hỏi nó. Ba cái thằng nào hốt hàng nó tội nghiệp nó quá. Con bà ngoan hiền quá mà đẻ ra ba giống ba nơi đó thấy không? Hả? Không có con nào giống con chó của chú Sáu hết là sao? Đó bây giờ tại sao bà chửi đó? Bây giờ bà xin lỗi người ta đi. Bà xin lỗi người ta đi. I'm sorry because nói tiếng Việt. Tại vì nó lằng nhằng quá tôi không biết. Tôi sorry ông. Tôi xin lỗi ông. Thật sự. Tôi nói thiệt với chị nghe. Làm sao mà cái con Tommy nhà tôi mà nó làm cho cái con chu lì nhà chị đẻ được? Tại vì từ khi chị tới đây là tôi đi thiến rồi. Hả? Cái gì? Không. Từ khi chị đem con chu lì về á là tôi đem con Tommy đi thiến rồi. Oh my god, ông làm hết rồi. Ủa vậy mà. Sao hổm này vợ con nói chú sùm sao chú không nói câu nào hết trơn vậy? Thì sao không nói làm để tôi cãi ngu sao trời. Nói thì qua đây có cớ đó mới gây lộn được với bà chứ. Nhiều khi bà nói chuyện thì chị chiết hoài sao tôi chịu nổi đó. Tôi muốn gì đó cứ nói hoài. Mới đầu cũng buồn nhưng mà từ từ có người nói tiếng Việt cũng vui đó. Nói đã luôn. Cái gì bà đó bây giờ tôi mới chửi sorry. Bà đó.
Because bây giờ tôi quánh bà loài trầu luôn chứ không phải câu không đâu. Kỳ cục à. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, chuyện gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Hàng xóm láng giềng ở cái khu này có bao nhiêu nhà Việt Nam đâu. Bà lôi chú Sáu bà ra bà chửi à, rồi còn bày đặt. Qua đây mới có 2 năm mà nói tiếng Anh đồ ào ào, tiếng Việt thì cũng không. Thế bà nói, bà đừng nói bà quên tiếng Việt đi ha. Yes. Bà yes hả? Nhưng mà qua đây biết có 2-3 chữ tiếng Anh, yes, no là hết rồi đó. Mà ăn thì cứ tiếng Anh bị câu bị đồ. Tôi nói cho bà nghe nha, bà bỏ cái thói đó đi nha. Là một, cái thứ hai nữa đó, bà đừng có coi con chó nó hơn thằng chồng bà nha. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ bà lo lắng cho tôi bằng lo cho con chó. Tôi quánh con chó thì bà đợi đi thưa cảnh sát là sao? Em sorry. Nói đi kia. Không có, em nói là em xin lỗi chồng. Từ nay em không có coi chó nữa mà em sẽ nuôi chồng, ok? Khỏi cần bà nuôi, dạ. Bà để cho tôi yên là được rồi. Dạ. Mấy con chó đó đem đi hết đi. Ủa gì vậy? Ơi, ông ơi. Ví dụ gì? Sao tự nhiên? Quả lên. Ủa gì lên đây này nữa? Nãy đi. Nãy đi. Nãy đi. À, bị câm hả? Bị câm nói giùm không? Lòng tiếng phải không? Nãy đi. Chết không? Ông ơi. Hả? Sao tự nhiên đâu trong nhà tôi có khúc bánh mì với cục mỡ và cục xương xuất hiện vậy? Vô duyên. Trời ơi, đặng ra con gái nó nhìn vô duyên quá à. Nè. Tôi nói cho mấy người nghe nha. Mấy người bị chết rồi. Quay Linh có tài cải trang rất hay. Đúng rồi. Không ai nhận ra được nó đâu. Ủa này chồng tôi mà. Quay Linh á. Trời ơi, anh nghĩ anh có tài cải trang mà thoát khỏi tay em không hề. Ủa cái này Quay Linh hả? Như chồng tôi đâu. Ủa là sao? Chồng ơi. Chồng của chị em nhốt trong kia kìa. Ôi, chồng ơi. Em đi ra. Chồng ơi. Vậy là sao? Chồng tự đâu vậy? Hả? Lên tàu Linh ơi. Linh ơi. Lên tàu. Anh đang chú đảo. Lên đi. Lấy đi anh. Bà khùng quá bà. Cướp nào kìa. Vô cabin đi. Lấy không. Nó không biết lái nào. Trời. Ê, nó lái rồi kìa. Nó lái rồi. Nó cướp nào. Đổi theo đi. Quay nè. Cái gì vậy? Kiến cắn. Dạ, lẽ em nhặt kiến cho ô tiểu nha. Cảm ơn nha. Mình chủ nhà giết mình giống như ở lợ của nó vậy trời. Đứng mỗi giờ qua đứng lên cho tôi ngồi chút xíu coi. Dạ. Nó nghe là ô liệu. Khoan. Khó nghe quá. Chưa có ngồi xong. Nó chảnh với xà luôn. Rồi hỏi gì hỏi đi. Bạn. Sáng nay dạ thưa bạn, bạn nấu cho vợ chồng ngọ ăn cái gì dạ? Hồi sáng á, tôi đi mua gà. Tôi định làm gà nướng mọi cho mọi nó ăn. Hay da. xin lỗi. Hai mọi á? Xin lỗi. Gà nướng mọi cho mọi người ăn. Nhưng mà tôi chợt nhớ tới vụ cúng gia cầm H5N8 á. Cái... H5N1 Quên, H5N1 á. Cái tôi không mua gà. Dạ. Tôi chuyển qua tôi mua vịt. Dạ. Vịt tôi sẽ làm vịt nướng về đúng không? Vịt á, tôi sẽ ướp chao, tôi nấu với môn ngứa mùa nước lũ, ăn kèm với lá lục bình, trời, món nào ngon hết sảy luôn. Hay da, chị ơi, ngộ ăn nhiều món cũng là ngon lắm á. Hôm nay sao ngộ nghe cái món này là xong nghe ngứa dâm dàng ở trong người giống như bị bệnh phong á. Thì đó tôi cũng nghĩ vậy á. Chị ơi, cho ăn câu... món gì mà gớm quá vậy? Đúng rồi. Cho chị với ảnh ăn vậy tôi thấy tội nghiệp quá thôi. Đúng rồi. Quyết định tôi mua dê chứ bộ. À, ăn dê nó mắc lắm á. Nhưng mà ngoài chợ có bán dê, bán chó không à? Bán thịt chó không? Đúng không? Không bao giờ, đúng không? Không thể làm. Quyết định cuối cùng là cho ăn cá. Hay dạ, cá là khỏe tim mà bổ phổi lắm à. À, ăn vô là sống lâu, trẻ mãi không có già đó. Anh bếp, y quên lỗi, chị bếp. Hả, có chị ăn vậy chứ? Bạn. Ô liễu, chính xác lắm à.
ăn cá ha. Đó, tôi quyết định tôi mua cá liền bộ. Tôi không có cho lượng ngồi đâu. Chút đi, năn nghĩ cho ngồi chút đi, mỏi chân quá. Lão giờ không có lưng, không có quen. Ha. Ăn cá nha. À, ăn cá gì vậy? Cá thòi lòi. Cá thòi lòi là cá gì vậy? Là cá hai con mắt bự như hai cái đèn pha vậy đó. Nè, con cá này á, tôi chưng tương. Đó. Rồi sao tôi đem hầm thuốc bắc ăn bổ con mắt lắm. Trời ơi, lo cứ mỗi lần nghe cái lồ ăn của mẹ lấu xong, ấy rồi ô liễu lấu xong một cái lạ ha, say mê như liếu lỡ liền á. À. Nè, sao? Ăn bổ mắt lắm nha. Cái người mà mắt nhỏ ăn vô là mắt lớn. Thôi à. Người một mí ăn thành hai mí. Thôi à. Người hai mí á ăn thành mấy mí? Thành mắt lòi. Hay à. Trời ơi chết cha. Mắt ngộ à, mắt mơ màng mà mắt hai mí. Ăn vô trợn trọng mắt. Trời ơi, dãy đằng này đằng đặt ra rồi mắt không thấy đường hả? Thôi, cho ăn cái món khác đi. Ăn cái món gì đâu mà nghe xong mà muốn ngộ lọc thực phẩm luôn à. Tôi làm cho anh ăn, biết không? Anh là ai vậy? Là chồng của mấy người đó. Ôi dạ. Mấy người có chồng gì đâu mà không có lo lắng gì trơn. Để thằng chồng ấm nháp đúng vô mà dùm. Tôi thấy tôi thương ảnh tôi mới nấu cho anh ăn. Trời ơi sao hôm nay bạn ơi, bạn lo cho chồng tôi luôn vậy? Trời, tôi thương ảnh lâu rồi. Trời ơi bạn đừng nói bạn yêu chồng tôi nha. Tôi chết liền nha. Thôi được rồi, bạn để chồng tôi lo. Nhưng chị mà ý kiến không thích ăn cá tòi lòi gì. Chính xác luôn á. Rồi giờ tôi làm món khác cho ăn nha. Rồi. Món thịt, gì vậy? Thịt tam tạng. Ăn với lại lá bồ đề kinh giới, được chưa? Món thứ hai này muốn nhậu nè. Món gì nữa vậy? Da cá sấu trộn với lại gỏi sơ dừa. Ây da, sao có món gì mà ngộ quá vậy? Bởi vì thịt tam tạng á à. Là đậu hũ đó chiên lên ăn với rau kinh giới. À, biết chưa? Ây da, ây còn da cá sấu á là trái khổ qua đó. Ăn gỏi sơ dừa là ăn với trà bông á. Trời ơi hiểu rồi. Vì mà nãy giờ ngọ nghe ngọ có tưởng là được ăn thịt người không à, gom muốn chết luôn vậy đó. Bây giờ chịu ăn không? Dời không có biết gì hết trơn. Bởi vậy thôi mà không ăn lâu. Ăn da cá sấu gom lắm á. Không ăn, ngọ không ăn. Má ơi má, da cá sấu là khổ qua mà không ăn gì má. Bà không ăn tôi cũng cho bà ăn nữa. Bữa nay tôi đi chợ lỡ rồi, còn không đưa tiền đây đi cái khác. Mệt ghê vậy. Thằng bà ăn gái gì đâu á, kiểu này mất chồng cũng như chơi ở đó. Trời, dễ sợ. Dễ sợ gì? Chửi mình quá trời quá lắm. Chặt chém kìa nào. Dạ, nãy giờ tôi cầm khăn, có cầm dao, cầm gì đâu mà chặt chém chị. Chị nói nhiều cái tôi bực bội trong lòng tôi ghê luôn á, thiệt á. Dạ, thôi đi. Tôi đi vô, để tôi đi vô đi. Trời, không dám nói gì đâu mà. Trời ơi, bộ làm chủ là hay lắm sao? Trời ơi, đàn ông á, bà mặc đồ đàn bà xong đi gẹo gẹo nhìn cái gớm. Cái gì gớm? Trời đất ơi, vậy có gì đâu gớm? Báo cho chị biết nha. Thế giới này đâu phải mình tơi. Hay da, Lì ơi, Lì lâu về bây giờ lại Lì á dạ, lẽ ngọ chờ lâu muốn chết luôn à. Ngọ giận Lì á, lẽ người ta ha, chờ cái cổ người ta dài ra, giống như con hươu cao cổ vậy á, giận muốn chết luôn à. Người ta đi làm rồi á, tạt qua khám bệnh chứ đi đâu. Hay da, Lì bị bệnh gì mà khám hả? Mà sao rồi, điện thoại hoài cũng không bóc máy là sao? Thì đang khám thì làm sao bóp. Mà đang khám sao bóp hả? Rồi sao cái điện thoại để lâu rồi sao không nghe được hả? Thì để trong quần chứ để đâu. Ở quần à, để điện thoại. Rồi ăn khám bệnh. Rồi khám bệnh rồi cái quần là để cách xa cái điện thoại đúng không? Bởi vì hả? À, cái quần với cái điện thoại cách xa cái người của ông đúng không? Bởi vì ông không có biết lường làm mà ông bóp đúng không? Trời ơi, đàn ông mấy người ơi chưa? Già cả rồi á, nhưng mà tôi á lúc nào tôi cũng phải nghi ngờ cái chưa? Ô người á, đàn ông mấy Lị à, ghê gớm lắm á, lúc nào cũng có cái máu 35 á, giận lắm à. Mà tôi làm gì mà em không có tin? Thì sao mà tin được á chứ? Đi khám mấy bệnh gì đâu mà hả? Làm ở ngay cái giường bệnh, mà cái quần với cái điện thoại cách xa cái giường bệnh mấy chục km, làm sao mà tin được á chứ hả? Trời ơi, tưởng không à. Giận chết luôn á. Giận cái gì mà giận? Mà lo gì lo nha. Ngọ là ngọ vẫn yêu Lị á. Bởi vì á Lị á là phải chung thủy với ngọ chứ á. Không có chung thủy á ngộ tắt bộp văn cổ không còn với ngọ nha chứ á. Ơi. Yêu á. Yêu Lị à, lại yêu cái giọng nói chậm chạp và khổ ca đó nha. Yêu Lị lắm rồi nha. Thôi Lị ngồi đây nha, ngồi vô ngồi lấy cái khăn tắm về đây. Giờ lấy nước xa Lị ướng, giờ lấy xác cây cho Lị dùng á nha. Rồi ngồi đây lại ngồi chút xíu nha. Phụ dễ thương quá hả? Trời ơi, già cả có cái dâu nhìn cái lét ngon. Trời ơi.
mới về hả? Ừ. Ôi trời ơi, đi làm về anh mệt lắm hả? Trời ơi, thấy thương quá, em chậm mồ hôi cho anh nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Trời ơi, hôm nay anh mặc cho lạ quá, thời gian tự nhiên tôi nói lộn. Kiểu ô xin đó anh. À thế à. Anh có đói bụng không? Anh ăn gì không? Em đi mua cho anh. Anh ăn bánh tét nha, anh ăn bánh núi nha, anh ăn bánh bò nha, anh ăn bò bía nha. Uống nước, anh uống nước nha, uống hột é nha, cho nó mát nha. Tôi được rồi, cảm ơn cho bạn Oxin. Em Oxin. Em đi cho nó dễ thương. Anh có mệt không? Em Oxin. Em là bên em gian nha, chút đi. Tôi nổi gai ốc hết trơn rồi. Anh cười quá. Nổi gai ốc gì không biết nữa à. Em lo cho anh mặc. Anh có gì sai em làm không? Anh cứ sai biểu thoải mái đi. Em không có giận anh đâu. Nha. Tại vì được anh sai biểu là một niềm vinh dự cho em. Em rất là hạnh phúc. Thiệt không? Dạ thiệt. Hạnh phúc không? Thiệt mà. Dạ. Em mà nói láo anh hả? Thì cho giới tính của em trở lại bình thường đi. Anh. Thì. Em không chịu đâu. Gì vậy? Để râu thì ghê à. Sao anh để râu chi vậy? Để dâu không phải là già. Để dâu để biết đàn bà đàn ông. Trời ơi, vậy đó hả? Cái mặt vậy mà không già. Trời ơi, tỉnh đi. Đường hẻm không vậy? Giống như là khu nhà ổ chuột vậy mà không già. Để nhăn nheo trơn à. Nếp nhanh không phải là già. Nếp nhanh để biết tuổi ngọc ngà đã qua. Trời ơi, anh ứng khẩu anh thành tên với thương. Vậy mặc dù anh nhăn nheo nhưng mà anh với Trương anh có duyên. Vậy không? Em thích anh. Anh em nói thiệt anh nha. Biết sao mà em muốn quá dữ vậy không? Sao xưa em có đi đoàn văn nghệ đó. Văn nghệ? Dạ, đi đoàn văn nghệ. Làm gì vậy? Em làm đủ thứ hết anh. Em múa lửa nè, em lắc vòng nè, em ca nè, em hát nè, em minh họa nè, em đóng kịch nè, em làm xiếc khỉ nữa. Gì em cũng làm chứ. Anh gì? Tình yêu nữa không? Ở đó đó. Ở trong đoàn á, có người đó cũng giống anh vậy đó. Vậy thương em lắm. Chăm lo cho em dữ lắm. Vậy giống như là Romeo Juliet hả? Không. Giống như cha với con rồi đó. Romeo Juliet. Nghĩ bậy không à? Đừng có ngắt. Trời ơi, đừng có ngắt đâu. Đau gì mà đau. Trời ơi. Em ngắt nhẹ mà đau. Nhẹ cái gì? Mới đi thử máu về nè. Ủa anh bị gì mà anh thử máu vậy? Hả? Anh bị cái gì mà anh thử máu? Thì mệt rồi đi thử máu. Vậy hả? Có đau không anh? Đau chứ. Sao mà đau dữ vậy anh? Đây nè, cô y tá, cô bắt đưa cái ngón tay ra. Cô lấy kim, cô chọc chọc vào đầu ngón tay nè. Ôi trời. Xong rồi cái chảy máu, cô mới nạnh nè, cô vắt, cô bóp nè. Trời ơi, đau điếng người đây đó. Vậy mà về nhà vợ còn ghen đó. Thì bởi vậy đó. Bà chị nhà này bà không biết gì trơn trọi à. Khổ ý lắm, trời. Có bệnh đó. Trời ơi, đi thử máu. Đau lắm hả anh? Tôi chết em rồi, chết cái em gì rồi. Đó, cái gì? Chết em rồi. Sao vậy? Chết em. Làm sao? Em chết rồi. Chết em rồi. Trời ơi, em định chiều nay em đi thử nước tiểu. Nước tiểu thì thử khác. Thử làm nước sao? Tiểu là đưa cho nó vào cái chai. Rồi đưa cho người ta. Chứ là có ai mà thử dùng đâu. Vậy đó. Ôi, không có đau là... như là thử máu. Vậy đó hả? Chứ không phải lấy cái kim mà chiếc vô rồi không. Nặng ra không. Trời ơi, làm em hết đồn. Hết đồn. Sợ đau mới biến hồn lương gì đó. Anh gì? Em có thể nào ngồi gần anh chút xíu không? Trời ơi, anh anh đánh bắp cho anh nha. Trời ơi, hay da hay da hay da hay da, làm cái gì vậy? Sao tự nhiên làm gì mà ôm chồng người ta quá trời quá lắc luôn vậy? Buông da, buông da. Trời gì trời, ôm có chút xíu làm mất mát gì đâu. Hay da, trời, chia sẻ chút xíu đi. Trời ơi, chồng người ta tự nhiên vô ôm ấp nhìn thấy gớm mà. Gì đâu thấy gớm. Trời, ghê quá trời quá lắc luôn à.
Minh ơi, Lì ơi, Lì có sao không? Trời ơi, quỷ là tự nhiên nó vô nó ôm Lì ra, làm ngọ Lì hết hồn luôn à. Trời ơi, vậy là từng đúng rồi. Cảm ơn nha, không có cần nữa, lủi ra khỏi nhà luôn à. Mới vô làm có 3 ngày à, mà hả thay đổi giới tính, hồi làm tùm bi tùm bạ trong nhà này, giết ơi, ở may gia đình này có chuyện gì, trời ơi, chắc tôi chết quá hả, mất chồng tôi chết quá hả. Kiếm người nấu ăn bây giờ rất là khó nha, mà nhất là cỡ như tôi nữa nha. Tôi đi ra tôi về liền giờ đó. Hay da, Ngọ Ly không có cần nghe chưa. Ngọ Ly bây giờ tự Ly học nấu ăn, tự lo cho chồng được. Lâu ăn mà lâu không được, cháy luôn cái nhà Ngọ cũng chịu nữa à. Sao không có thể là mà chứa chấp mấy người như vậy. Trời anh, nó cháy nhà kìa. Hai đứa mình sẽ ra đường đi bụi, mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Gì nữa? Gì kì, trời đất trời ơi, tự tin quá vậy trời. Chứ sao? Nghĩ sao hai người hạnh phúc bên nhau vậy trời. Trời ơi, không được đâu, không được đâu. Trời ơi, gớm quá trời quá lắc luôn à. Gì đâu mà không được. Trời ơi, chứa chấp mấy người trong nhà này hả, giết ra cái nhà mình nó nổi loạn á, không biết ai là trai, không biết ai là gái á. Giờ tự nhiên cái mất chồng mà chồng đi theo lại là, trời ơi, ăn thịt đồng loại trời, gớm quá trời quá. Mẹ nói bà không à. Giờ làm sao? Rồi quyết định sao? Phán xẻ. Phán xẻ hả? Mời ra khỏi nhà là giùm tôi. Mời ra khỏi nhà phải không? Mới có 3 ngày mà vậy à, 3 tháng nữa là làm sao mà chịu nổi. Bởi vì làm ơn đi ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt, càng nhanh chóng càng mừng nghe chưa. Lần có ở lâu trong ngày nữa tôi rất là sợ hãi mấy người như cái dạng người như vậy nghe chưa. Trai không trai, gái không gái, gớm quá trời quá lắc luôn à. Làm ơn đi ra khỏi nhà này càng nhanh càng tốt đi. Giờ đi phải không? Chị ơi, đuổi em cả. Cái gì vậy trời? Đuổi em kìa. Cái gì vậy trời? Bà làm bằng tôi không? Trời, bà làm bằng tôi không? Cái gì vậy trời? Trời ơi, nó bắt trước ngọ lên kìa. Là, Ly nhanh nghe, không thôi đứng đây là ta cắt à. Ê, gì vậy? Cắt hả? Ha. Ê, đừng, em làm cái ác quá vậy đâu có được. Anh đừng có giận, anh ngồi xuống đây. Em nghe tới cái chữ cắt là em cũng quýu rồi. Thôi, em hiện nguyên hình. Nè. À cái gì nữa, cướp chồng người ta nữa hả? Cướp chồng cái gì? Tôi nói cho chị nghe nè. Chị vừa phải vãi thôi, chưa gì chị đòi cắt rồi tôi nghe tôi sợ quá đi. Chị tưởng tôi vậy hả? Không hề đâu nha. 3 ngày nay làm việc trong nhà này là tôi thấy không được rồi, không ổn rồi. Cho nên tôi nghĩ ra cách này tôi giỡn với hai ông bà thôi. Chứ làm ơn làm phước giùm cái. Đây nè, lột ra hết cho mọi người coi. Đó, mượn của con nhỏ em á, nó trong đoàn á. Đó, đây nè. Tôi thông báo đặc biệt men 100%, một vợ, hai con. Tôi đi nấu ăn là để kiếm tiền về nuôi vợ, nuôi con tôi. Nhưng mà tôi thấy chị á, đàn bà con gái gì đâu mà không biết làm gì trong nhà, nấu ăn luộc cái hột gà cũng biết luộc, hỏi tôi luộc về chín chưa. Hay da, nhà của Ngọ giàu sang quá, cần gì phải nấu ăn á chứ. Nấu ăn cái gì, giàu sang chứ. Chị mắc cười quá, có chồng có con là phải công dung ngôn hạnh, dù có giàu cỡ nào cũng lăn vô bếp làm món ăn tự tay mình làm, chồng mình sẽ yêu thương mình, đúng không? Đúng. Không biết nên luộc cái hột vịt hột gà nữa là sao được. Biết đúng gì, anh cũng vậy nữa. Anh đi làm về rồi anh phải lo lắng cho vợ, anh phải quan tâm, anh phải trình báo đàng hoàng, thấy không? Lúc vợ đi làm về hả, già cả vô nằm ngủ ngáy o, không quan tâm gì đến vợ con, buồn muốn chết luôn á. Cũng may là bữa nay là tôi giả bộ thôi, chứ lỡ chị mướn nhầm một con ô xin thiệt sự lặng gái nó vô đây nó hốt chồng chị sợ không? Dạ sợ chứ, chỗ mất chồng á là ngộ buồn lắm á. Đó, mà người vợ lo cho anh vậy á, anh mất anh có sợ không? Trời đất ơi, vợ yêu quý mà. Trời ơi, chưa gì tôi chỉ giỡn chút xíu thôi à. Mà ham he cắt, hên ghê. Trời tôi phải lột đồ ra chứ không thôi mà bà cắt cái chết bà tôi. Ngộ đây á, là ngộ cắt cái hợp đồng thôi. Chứ ngộ mà cắt cái kia một cái, trời ơi ngộ ở tuồng ngộ chết ngộ à. Thôi, nếu mà cắt hợp đồng thôi giờ tôi đi về, mai tôi không làm đây nữa. Thôi à, nó nghe là ô liễu, ý quên ô bảy. Ô bảy, nó nghe là xin lỗi ô bảy nghe chưa. Hôm nay là ngọ cho ô bảy nghỉ ngơi, xả hơi. Giờ ngày mai ô bảy vô đây vẫn tiếp tục làm. Làm cho không có lâu ăn nha. Vô đây dạy cho ngọ,
Để ngọ nấu ăn, giờ mai muốn ngọ nấu cho chồng ngọ nha. Nói vậy mới được chứ. Còn anh nữa nha, phải lo cho chị nha. Thôi tôi đi về nha, mai tôi đi làm ha. Tự nhiên được nghỉ nửa ngày. Ôi liệu, em quên rồi. Anh bảy tháo cái cành bông ở trên đầu thì à, trời ơi, gia đình người ta không có phân định được cái giới tính đâu à. Con nữa. Vậy tặng chị. Trời ơi dễ sợ. Xin của nhỏ em. Trời ơi. Giờ cảm thấy nhẹ nhàng ghê. Trời ơi. Nhẹ nhàng ghê nó. Trời ơi. Gắn nhẹ nhàng quá. Gắn cái cặp. Ơi về vui vẻ nha em vậy. Trời ơi về nha. Trời ơi cái cặp mắt bò gớm quá trời quá. Con nghe là cũng may nhờ người ta. Không thôi á là lị đây á mất ngọ giờ á. Cũng may á. Chút xíu nữa là em lại thuộc về tay thằng đó. Dám đâu à, ở đây là trung thủy lắm ha, chồng già vợ trẻ là tiên á.